Xin chào anh chị và các bạn. Hiện nay thì công ty chúng tôi đang nhập khẩu và phân phối các cái dòng máy xúc đào thương hiệu Dosan, Hyundai, Volvo, bánh xích, bánh lốp, hàng cũ tại Hàn Quốc. Trước mắt anh chị và các bạn đây là chiếc máy xúc đào Dosan 210WA đời 2012. Đây là chiếc máy xúc đào mà công ty chúng tôi mới nhập về. Như anh chị và các bạn đang thấy thì máy đang còn khá là mới. Ngoại quan máy đang còn khá là đẹp. Chân vịt, lốp, cabin, cần. Nếu anh chị nào mà đã sử dụng máy Dosan thì cũng đã biết là thương hiệu Dosan thì các loại máy dùng thao tác cần khá là nhanh, tiết kiệm dầu. Dosan 210WA đời 2012. Quý công ty hoặc anh chị nào mà có nhu cầu về sản phẩm thì xin liên hệ theo số điện thoại mà chúng tôi để ở trên video. Đó là số 0989 836 552. Mọi cái thắc mắc về sản phẩm cũng như là về chính sách bán hàng của chúng tôi thì anh chị cứ liên hệ, chúng tôi sẽ giải đáp. Máy rất là khô ráo và nhiệt chị. Bởi vì là cái dòng máy chúng tôi bán là máy nhập Hàn Quốc nên là anh chị có nhu cầu thì xin mời đến trực tiếp kho bãi của chúng tôi để kiểm tra và thử máy. Máy đang còn khá là đẹp. Đây là về khoang động cơ. Thể tích gầu là 1,2. Máy đang còn khá là mới, đẹp. Quý công ty hoặc anh chị nào có nhu cầu về sản phẩm thì xin liên hệ theo số điện thoại mà chúng tôi để ở trên video.
đó là số 0989 836 552. Chị đang thấy thì khoang cabin rất là mới, mặt đồng hồ khá là rõ nét. Quý công ty hoặc anh chị nào có nhu cầu về sản phẩm thì xin liên hệ cho với chúng tôi theo số điện thoại là 0989 836 552 để được tư vấn về sản phẩm. Video của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.